tại bọn mình đang có mặt tại Hàng Mã và đang đi bộ về phía những cái gian hàng ở đây để tìm mua đồ trang trí sinh nhật cho bé Đậu nhà chúng mình. Tranh thủ thời gian hôm nay buổi chiều rảnh vì là còn ngày mai nữa thôi là đến sinh nhật của Đậu rồi và bố mẹ chưa kịp làm cái gì cả. Chúng ta sẽ tìm kiếm xem là có hàng nào bán đồ trang trí sinh nhật hay không. Bọn mình còn chưa kịp nghĩ ra là sinh nhật của Đậu thì trang trí cái gì. Thôi ok, có gì thì mình dừng đấy. Bọn mình đã dừng lại ở một hàng mà thấy có nhiều chữ Happy Birthday nhất. Là hàng này. Chọn cái gì cho Đậu được ta? Trời ơi, trong lúc đợi các đồ đói quá nên mình muốn thử chồng mình đi ăn bún ngan của nước ta. Mình quyết định là hôm nay mình đang ở trên phố này là phố Hàng Mã thì mình cũng nhớ ra là ở trên này có một hàng bún ngan, đấy là bún ngan cháy tỏi rất là ngon và nổi tiếng. Thì quyết định là ok, sẽ ra đấy ăn luôn. Ok. What the hell? 69 Hàng Thiếc. Hả? Hàng Thiếc ở đâu anh biết không? Anh biết. Anh lâu nay có lên phố rồi, anh ngố lắm, mình không biết gì đâu. Bạn ơi, cho mình hỏi một chút, anh biết Hàng Thiếc ở đâu không ạ? Có ai biết đâu. Đi, Google khổ lắm. Đường đi bộ quá xa tận 700m liền nên là chúng tôi quyết định là thôi quay về đợi chữ. Khi nào có chữ xong rồi đi ăn, lấy xe đi ăn. Đây, đang còn thiếu một đĩa ngan cháy tỏi nữa. Ê, chồng bát ơi, chấm hấp dẫn thế này. Ôi, chồng bát măng này cũng ngon nữa cơ. Anh đang cảm thấy như nào? Cái này cũng rất là đói và muốn ăn ngay lập tức, chưa thấy có ngan đâu. Rồi, đĩa ngan đây. Nay thì mình đáng lẽ mình định ra cái chỗ Hàng Thiếc, nhưng mà chị bán hàng cho bọn mình ấy và là ở gần đây một hàng được, có một hàng thấy ngon lắm, ra đây ăn thử đi cho gần, thì bọn mình quyết định là ra đây vì nó gần hơn. 21 hàng được. Bây giờ sẽ ăn thử xem như nào nhá. Bọn mình đã ăn xong rồi đây. Ngan hết sạch ngan nè, canh măng thì còn lại một miếng tiết rồi, mình quá no rồi. Đấy, mọi thứ gần như là sạch sẽ. Giấy phải để ở trên mâm, tại vì là ở đây cứ có chỗ để giấy thì trông nó hơi ghê. Rồi thì chúng ta đi về thôi. Ok. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, sau khi ở trên Hà Nội 6 năm rồi, mình thấy cái phố Hàng Mã nó vắng như này. Anh ơi, anh có sợ Covid không? Khi chúng mình đi đến thì trời vẫn còn sáng. Bây giờ chúng mình đi ra lấy xe thì trời đã tối như này rồi đây. Không thể ăn đâu, không thể ăn đâu, không thể ăn đâu. Wow, wow, ăn rồi. Wow, wow, ăn rồi. Đứa nào vừa bảo không thích ăn ấy nhỉ? Đứa nào vừa bảo không thích ăn ấy nhỉ? TikTok đi mua nốt đồ trang trí cho sinh nhật của Đậu. Vì hôm qua bọn mình mới mua được một phần thôi, hôm nay là phải đi mua, phải kiếm thêm cái phông này, mua nốt phần còn cái lại, cái phông này, xong rồi lại còn để xem có những cái thứ gì thiếu mình. Nói chung là đi mua mình biết được mình thiếu cái gì này, chẳng nghĩ ra là cái gì cả. À, mua bánh sinh nhật này, mua quà sinh nhật cho con nữa này. Và bây giờ là còn 3 tiếng nữa đến sinh nhật. Giờ đâu vậy? Đồng hồ đây. What the hell? Thôi nhanh em ơi, không còn nhiều thời gian nữa đâu. Một lúc là ra sức thuyết phục mẹ mắm là đừng viết chữ cho con, nhưng cuối cùng là bà này vẫn ngoan cố, bà muốn viết vì là thích viết chữ. Không biết là đấy đã... cũng là một cái rất là ý nghĩa thôi. Mình đang có kinh nghiệm là bà này viết chữ rất xấu rồi. Xấu nhưng nó ý nghĩa, được chưa? Bây giờ thì mình sẽ làm chuyện đấy, chuyện mà mình thường xuyên làm, sinh nhật chồng và sinh nhật con. Trời ơi, nhìn kết thúc nhỉ? Rồi sao? Ôi trời ơi, chữ M kìa. Nó đúng là một chữ M luôn. Ôi trời ơi, chữ G kìa. Cái gì vậy? Màu đỏ này đúng tốt. Eo ơi, cái dấu rồi. Ok. Ôi, chữ S kìa. Trông béo đấy. Đây là số 1 à?
chữ Y nói liền. Ui chữ H đẹp quá, ui rồi chữ H đều đặn quá. Mẹ nó lúc nào cũng thích gọi là tự viết chữ cho con, viết chữ sinh cho là bánh sinh nhật tặng mọi người. Cho dù là trình viết thì mẹ hơi còi mà rất tự tin, rất thích làm điều này. Đó ok, sinh nhật nhé, không có nhật rồi. Ui trời, ok. Hay quá, chữ đờ quá tuyệt. Thế thôi hả? Nhiều thế, chữ nhiều kìa. Xong rồi bà đừng ghi thêm chữ của mẹ vào, thế là xong. Không có của bố luôn. Trời ơi, trái tim rồi đấy. Trái tim này trông ngột ngạt thế nhỉ? Trái tim ngột ngạt và sụp sạch. Sau khi mua xong bánh sinh nhật thì chúng mình bắt đầu đi mua một ít bánh kẹo nè, là đồ ăn. Hey, xong xuôi rồi, mua đồ siêu thị xong thì bây giờ bọn mình lên mua quà sinh nhật cho Đậu. Vậy là bố mẹ Đậu đã mua được quà sinh nhật cho Đậu rồi, và món quà này mình rất là ưng. Và để biết là món quà gì thì tí nữa mọi người cũng sẽ được biết nhá. Và bây giờ bọn mình sẽ bắt đầu trang trí cho cái phần phông nền sinh nhật của Đậu ở phía này. Điều đấy đồng nghĩa là cái khu vực bàn này mình sẽ di chuyển ra đây. Đấy. Đặt luôn cái bàn ăn ở giữa đây và sẽ bày đồ đạc trang trí lên trên đó. Thức ăn bánh kẹo. Đây chính là món quà lớn của anh Đậu đây này. Đậu nhớ cậu Cún lắm ấy nhá. Cứ gọi cậu Cún suốt ngày thôi. Cho nên là hôm nay để bất ngờ cho Đậu thì mình cũng đã triệu tập cậu từ quê lên để xuất hiện ở trong bữa sinh nhật để cho Đậu bất ngờ chơi. Đấy, còn đây là chiếc bàn ăn mình đã di chuyển ra góc này. Và bây giờ là đang xếp đồ. Đây chúng ta sẽ có tiết mục đốt pháo này và tiết mục đồ chơi trẻ em. Và bây giờ anh sẽ bơm tiếp. Vậy là đã xong, hoàn thành xong cho Đậu cái góc này rồi đây. Bây giờ thì góc này là để cho mọi người có thể đến đây và chụp hình cùng với kỷ niệm với Đậu. Bây giờ thì mình sẽ vào thay quần áo, make up xinh đẹp để chuẩn bị dự sinh nhật Đậu. Đây. Các bạn cũng nhận bánh sinh nhật mẹ mắm đã chọn cho Đậu. Mọi người ai nấy cũng rất là đều vui và rất là hồi hộp. Khi không biết là anh Đậu lên thì cái biểu cảm của anh ấy sẽ như thế nào khi được tổ chức sinh nhật bất ngờ như thế này. Nào mọi người hãy chuẩn bị hết vị trí của mình nào. Ai có pháo thì dùng pháo, ai có mũ thì đội mũ lên. Mọi người đã sẵn sàng để Đậu sẽ bước vào đây chưa nào? Mọi người từng chúc mừng sinh nhật Đậu đi nào. Sẵn sàng rồi. Sẵn sàng rồi. Có ai gửi lời chúc gì không? Hình như là không ai quan tâm đến lời chúc của Đậu. Thôi chia buồn cùng con. Bắt pháo, bắt pháo, bắt pháo. Nani? Omae wa mou shindeiru. Thank you.
cháu đúng không? Bây giờ bà bảo này, hai bà cháu mình đội mũ đi ra ngoài cửa đi. Thôi, con chỉ đi ngủ thôi. Đội mũ xong rồi đi vào. Con chỉ đi ngủ. Hay là bây giờ cúng cái đầu. Ê, đẹp quá. Đòi mở điện thoại quà đấy. Có quà bố lấy quà cho con đi. Lấy quà nào. Quay đi. Happy birthday Đậu nha. Chúc mừng sinh nhật Đậu yêu của mẹ nha. Này ông chàng cháu này. Alo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hôm nay sinh nhật Đậu. À, ông chàng ông có biết để cháu hát cho thật hay nhá. Ôi xin ơi. Thầy quả thích lắm. Bây giờ con đọc đi. Thôi, bố ơi, quà của mọi người thì để tí nữa Đậu bóc riêng nha. Bây giờ Đậu bóc quà của bố mẹ trước cho Đậu nha. Chúc Đậu sinh nhật vui vẻ. Yeah. Wow. Phải mở ngay lập tức không ai. Thế này. Đây. Trời ơi. Thích cơ. Ui. Ô tô to thế nhỉ. Thích bố chưa? Đây là quà của bố Di mẹ mắm tặng con nhá. Ui. Đây là cái nào. Cái gì đây. Wow, cái xe. Đậu thích cái xe này lắm. Nhưng mà có vẻ thích ô tô hơn rồi. Cái này ông ơi. Yay. Yeah. Liếm luôn. Ngon quá nhỉ. Cháy tóc. Mission failed. We'll get them next time. Tóc. Biết ngay mà. Cháy thật luôn. Trời má ơi. Thổi ngay. Trời ơi, cháy tóc rồi. Cháy luôn rồi, khét quá. Cháy.